Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Dinh Marketing. Mình là Lê Xuân Dinh, hiện tại mình là founder của Dinh Marketing. Mình thì có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hệ thống marketing online cho các doanh nghiệp. Trong cái video ngày hôm nay thì mình chia sẻ tới quý anh chị các bạn một cái chủ đề, đó là lý do tại sao chúng ta phải bắt đầu kiếm tiền trên online ngay từ bây giờ, kiếm tiền trên online. Chúng ta thường hay nghe cái từ là make money online đó, hoặc là viết tắt đó là cái từ là MMO. Vậy kiếm tiền trên online nghĩa là gì đó? Thì kiếm tiền trên online nghĩa là chúng ta sử dụng các cái thiết bị như là điện thoại, smartphone, TV nè, laptop, iPad, những cái thiết bị mà kết nối được với internet, và chúng ta sẽ sử dụng cái thiết bị đó để chúng ta thực hiện các cái công việc, mục đích là tạo ra thu nhập hoặc là tạo ra tiền cho chúng ta. Thì mình sẽ lấy một vài ví dụ để cho chúng ta hiểu được kiếm tiền online nghĩa là gì các bạn ha. Cái ví dụ đầu tiên như các bạn thấy là mọi người thường hay sử dụng một cái điện thoại có chức năng là live stream hay là chức năng quay video cũng được bạn ha. Và các bạn sẽ bắt đầu là live stream và bắt đầu bán các cái món hàng của mình, ví dụ như là bán áo quần các bạn thấy không, bán thời trang đó. Đó, chỉ cần một cái điện thoại kết nối internet và chúng ta ngồi tại nhà và chúng ta bắt đầu live stream, chúng ta giới thiệu các cái mẫu áo quần và chúng ta bắt đầu chúng ta bán hàng. Khi mà chúng ta live stream thì sẽ có rất là nhiều người xem và họ thích những cái mẫu, những cái sản phẩm thì chúng ta sẽ bắt đầu chốt đơn và chúng ta sẽ bắt đầu bán hàng. Hoặc là ví dụ như các bạn có thể là live stream các bạn bán mỹ phẩm, bán các cái thiết bị để mà trang điểm, các cái dụng cụ để trang điểm. Thì sau khi mà live stream xong thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta chốt đơn, nghĩa là chúng ta sẽ gọi điện, chúng ta xác nhận với khách hàng là khách hàng mua cái sản phẩm đó ha, và chúng ta bắt đầu là gói hàng hoặc là một cái đơn vị khác họ sẽ gói hàng và chúng ta sẽ đi giao hàng. Đó, đó là một cái hình thức gọi là kiếm tiền online mà ha. Chúng ta không có cần là phải tạo ra sản phẩm là mỹ phẩm hay là thời trang, chúng ta có thể là lấy một vài cái mẫu nào đó về thôi, lấy một vài mẫu về và chúng ta bắt đầu chúng ta live stream và chúng ta bán hàng. Hoặc là một cái hình thức khác các bạn thường hay thấy là đó là cái viết blog du lịch. Ví dụ như nếu mà bạn có sở thích đi phượt hay là đi du lịch thường xuyên thì chúng ta sẽ viết những cái bài viết review về các cái địa điểm du lịch, hay là chúng ta viết các cái bài viết giới thiệu về du lịch hay là hướng dẫn cho mọi người về cái việc đi du lịch hay đi phượt. Và khi mà chúng ta viết bài như vậy thì cái bài viết của chúng ta sẽ có rất là nhiều người đọc và họ có thể là ủng hộ cho chúng ta, hoặc là chúng ta có thể kiếm tiền được từ việc quảng cáo, hoặc là kiếm tiền từ các cái trung tâm du lịch họ tài trợ cho chúng ta đó. Hoặc là các bạn thấy là các cái chương trình như là chương trình đào tạo online, ngồi ở nhà kết nối với mọi người trên toàn thế giới và chúng ta sẽ đào tạo online. Hoặc là các bạn có thể thấy là dạy yoga trực tuyến ha, dạy yoga trực tuyến, ngồi ở nhà và dạy yoga trực tuyến thông qua một cái màn hình máy tính. Vậy thì tại sao mà chúng ta phải kiếm tiền online ngay từ bây giờ? Thì như các bạn thấy thì hiện nay thì thứ nhất là internet nó rất là phát triển ha. Ngày xưa thì sử dụng cáp quang, ngày xưa sử dụng cáp đồng các bạn ha, và ngày nay thì sử dụng cáp quang, và cái tốc độ truyền internet nó rất là cao. Và internet đó là ngày nay là đi đến mọi ngóc ngách, mọi nơi, từ thành phố đến nông thôn, ở đâu cũng có internet hết. Và khi mà internet nó phát triển thì các cái thiết bị smartphone nó sẽ kết nối với internet. Như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái mạng lưới kết nối toàn bộ trên thế giới với nhau. Internet phát triển, các cái thiết bị thông minh phát triển như là điện thoại, máy tính, tivi, các thiết bị smart ha. Đó, có rất là nhiều công nghệ họ phát triển. Và cái tiếp theo nữa là cái hệ thống vận chuyển hàng hóa nó cũng rất là phát triển và nó phủ khắp mọi miền đất nước, phủ khắp thế giới ha, từ cái hàng không cho đến là hàng thủy cho đến là đường bộ. Và các bạn thấy thì hiện tại bây giờ là có rất là nhiều các đơn vị giao hàng,
họ tranh nhau họ kinh doanh cái ngành vận chuyển này nè đó. Và ở khu vực nông thôn thì chúng ta cũng thấy có các cái đơn vị vận chuyển họ đang bắt đầu họ phát triển, họ họ lan tỏa về nông thôn rồi ha. À, vì thế cho nên là không có cái lý do gì mà chúng ta không có kiếm tiền trên online bằng cái việc chúng ta bán hàng ha các bạn ha. Thế thì cái lý do tiếp theo á, là chúng ta khi mà chúng ta kinh doanh online như vậy á, thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống rất là tự do, rất là thoải mái. Bởi vì á, là chúng ta sẽ làm theo cái thời gian của chúng ta, chúng ta sống theo cái mức thu nhập của chúng ta, và từ đó chúng ta có thể là thiết kế cuộc sống của chúng ta tự do và thoải mái ha. Khi mà chúng ta ứng dụng internet nè, ứng dụng các cái thiết bị smartphone nè, kết hợp với lại các cái hình thức vận chuyển nè, thì chúng ta có thể là tiết kiệm được nhiều chi phí và tiết kiệm được rất là nhiều nguồn lực. Ví dụ các bạn thấy ngày xưa khi mà chúng ta bắt đầu mở một cái quán ăn hay là mở một cái cửa hàng hay là mở một cái quán cà phê, chúng ta phải thuê mặt bằng đúng không? Chúng ta thuê mặt bằng, chúng ta thiết kế một cái mặt bằng rất là đẹp, và chúng ta phải thuê nhân viên, chúng ta phải thuê đủ thứ hết. Cho nên là khi mà lên online phát là những cái thứ đó chúng ta sẽ tiết kiệm lại bớt các bạn ha. Chúng ta bây giờ là chúng ta có một cái mặt bằng trên online rồi, mặt bằng trên online chúng ta bắt đầu bằng các cái trang miễn phí như là cái trang Facebook nè, hay là các cái blog miễn phí, hoặc là chúng ta sẽ bắt đầu bằng một cái website, có rất là nhiều kênh miễn phí để chúng ta bắt đầu chúng ta phát triển. Chúng ta cũng không cần phải thuê nhân viên nhiều, bởi vì bây giờ các cái nền tảng ứng dụng công nghệ nó rất là nhiều rồi, một cái phần mềm nó có thể thay thế được rất là nhiều nhân viên làm việc. Chúng ta cũng không cần phải thuê các cái mặt bằng đắt đỏ mà ở nơi nhiều người nữa, bởi vì trên online bây giờ cũng rất là nhiều người họ ở trên đó, họ tìm hiểu, họ giải trí, họ kết nối với nhau trên đó, và cái việc của chúng ta chỉ là xuất hiện trên đó để mà hứng cái lượt truy cập của họ thôi. Đó. Thì thông qua cái việc mà kinh doanh online, kiếm tiền online thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí và rất là nhiều cái nguồn lực các bạn ha. Đó. Khi mà chúng ta quyết định kiếm tiền trên online á, thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn cho cái công việc của chúng ta. Ví dụ như từ đầu cái video mình cũng có giới thiệu với các bạn á, là chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn cho cái công việc kiếm tiền online. Ví dụ chúng ta có thể là làm một cái KOL, chúng ta review về các cái sản phẩm của những công ty khác bằng hình thức là chúng ta live stream, bằng hình thức chúng ta viết bài, bằng hình thức chúng ta làm video để chúng ta giới thiệu sản phẩm đó đến với những cái người tiêu dùng, và từ đó chúng ta sẽ nhận được một cái chiết khấu hoa hồng từ cái nhà cung cấp sản phẩm ha. Hoặc là chúng ta có thể trở thành một blogger, chúng ta viết bài, chúng ta review các cái địa điểm du lịch, hướng dẫn những cái cách mà đi du lịch, cách đi phượt, hoặc là chúng ta có một cái chuyên môn nào đó, có một cái kỹ năng nào đó, chúng ta cũng viết bài, viết blog để mà chia sẻ các kiến thức đó, hoặc là chúng ta sẽ làm một cái YouTuber, chúng ta sẽ làm video, chúng ta chia sẻ lại các cái video đó các bạn ha. Hoặc là các bạn cũng có thể là trở thành một cái nhà đào tạo. Nếu mà các bạn là thầy giáo, các bạn là một cái giảng viên, thì chúng ta cũng có thể là trở thành một nhà đào tạo online. Chúng ta có thể tạo ra các cái khóa học, chúng ta tạo ra các cái những cái kiến thức, những cái kỹ năng để chúng ta đào tạo lại cho mọi người thông qua trên máy tính. Hiện nay có rất nhiều phần mềm để giúp cho chúng ta đào tạo, ví dụ như là phần mềm Zoom, là phần mềm Google Meet, vân vân ha. Và từ đó chúng ta có thể là đào tạo mọi học viên trên mọi miền đất nước, trên toàn thế giới, chỉ có thông qua một cái chiếc máy tính kết nối internet. Hoặc là chúng ta có thể là làm cái công việc là affiliate, hoặc là chúng ta có thể bán chính cái sản phẩm là dịch vụ của chúng ta trên website. Ở cái video trước trong kênh YouTube này mình có chia sẻ cho các bạn 11 cách kiếm tiền từ website, các bạn có thể xem lại cái video đó ha. Rồi, khi mà chúng ta kiếm tiền trên online thì chúng ta sẽ phát triển được rất là nhiều kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng về công nghệ, kỹ năng mềm, và những cái kỹ năng khác, để từ đó chúng ta sẽ có một cái
nền tảng vững chắc cho cái việc mà chúng ta kinh doanh lớn hơn. À, thông thường á, khi mà chúng ta mới có một cái quyết định là kinh doanh gì đó thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái việc kinh doanh online, bởi vì kinh doanh online là một cái điều kiện để giúp cho chúng ta học tập, phát triển bản thân, phát triển những kỹ năng mềm, giúp cho chúng ta tạo được những cái dòng tiền, những cái thu nhập đầu tiên, và chính nó là những cái nền tảng cho cái việc chúng ta kinh doanh lớn hơn. Có thể là chúng ta mở một cái công ty, có thể là chúng ta xem mặt bằng, hoặc là có thể là chúng ta tuyển một cái đội ngũ nhân sự lớn hơn bạn ha. Có nghĩa là nó giúp cho chúng ta có một cái nền tảng lớn hơn trong cái việc làm kinh doanh. Cái lợi ích tiếp theo khi mà chúng ta kiếm tiền online á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra nhiều nguồn thu nhập thụ động các bạn ha. Thì các bạn thấy á, ví dụ như mình có một cái website, cái website đó mình có thể là viết bài review nè, mình kiếm tiền được từ các cái nhà tài trợ khác nè, mình có thể là kiếm tiền từ cái việc mà chạy quảng cáo nè, mình có thể kiếm tiền từ cái việc mà bán các dịch vụ sản phẩm của mình nè, mình có thể kiếm tiền từ được các cái việc đào tạo nè. Có rất là nhiều cái nguồn thu nhập thụ động mà khi mà chúng ta kiếm tiền trên online. Các bạn xem thêm 11 cách kiếm tiền trên website các bạn ha. Rồi, và có một cái điều mà nó rất rất là hay. Khi mà các bạn đi làm công, các bạn đi làm công nhân, các bạn đi làm nhân viên, chúng ta làm một ngày chỉ có 8 tiếng thôi. Và công ty họ chỉ trả tiền cho chúng ta, họ chỉ trả lương chúng ta trong cái thời gian chúng ta làm. Chúng ta làm 8 tiếng, chúng ta muốn nhiều tiền hơn thì chúng ta phải tăng ca. Có người thì tăng ca 12 tiếng, có người thì tăng ca 15 tiếng, có người tăng ca 24 tiếng. Và chúng ta làm càng nhiều thì chúng ta tiền càng nhiều. Chúng ta làm ít thì lương ít. Tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng online, sử dụng internet để chúng ta kiếm tiền, thì chúng ta sẽ kiếm tiền được trong những lúc chúng ta ngủ. Ví dụ điển hình các bạn thấy, khi mà cái trang web mình có nhiều lượt traffic như vậy, thì cái người mà họ truy cập vào website, họ truy cập bất kỳ lúc nào, họ truy cập trong bất kỳ một cái khu vực địa lý nào, và khi mà họ vào website, họ có thể là mua sản phẩm, mua dịch vụ, hoặc họ có thể xem các cái bài viết quảng cáo, và từ đó mình cũng được Google trả tiền quảng cáo, hoặc là họ click vào những cái link affiliate, từ đó mình cũng được hoa hồng. Hoặc ví dụ khi mình làm YouTube, cái YouTube mình có lượt xem thì mình cũng có tiền quảng cáo, ví dụ vậy các bạn ha. Có nghĩa là khi mà chúng ta có nhiều nguồn thu nhập trên online, khi mà chúng ta kiếm tiền trên online, thì ngay cả mà lúc mà chúng ta đi ngủ thì chúng ta cũng có thu nhập. Các bạn thấy cái này nó rất là lợi hại các bạn ha. Đó, vì vậy khi mà chúng ta kiếm tiền online á, chúng ta có cái gì? Chúng ta có được một cái cuộc sống nó tự do nè, có được một cái cuộc sống thoải mái nè, đúng không? Chúng ta muốn làm gì chúng ta làm nè, chúng ta phát triển được tất cả các cái kỹ năng nè, chúng ta có nhiều nguồn thu nhập thụ động nè, và ngay cả khi ngủ chúng ta cũng kiếm được tiền nè. Vì vậy chúng ta có thể là đi bất kỳ cái chỗ nào mà chúng ta muốn ha. Bởi vì lúc này chúng ta có tiền, có thời gian rồi, chúng ta muốn đi đâu thì chúng ta đi ha, nó không có bị giới hạn nữa đó. Nếu mà các bạn thấy cái video này hay nè, các bạn nhớ là bấm like và share cho nhiều người biết ha, và chúng ta sẽ bắt đầu kiếm tiền online ngay từ hôm nay, ngay từ hôm nay các bạn ha, đừng có trì hoãn nữa, bởi vì trì hoãn chừng nào thì chúng ta sẽ chậm đi chừng đó thôi. Ok, bây giờ thì mình xin phép kết thúc cái video này ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sắp tới. Nhớ bấm subscribe kênh, nhớ bấm cái nút chuông để nhận những cái video tiếp theo khi mà mình phát sóng. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.